Vào trong đi. Quỳ xuống. A Chỉ Thị, người hành thích bản vương, người ta bảo bất dân, thiên hạ khắp người đều không muốn giết người. Gì chứ? Bá Dương, thần nghĩ nhất định là chỉ thị của nước Tần. Ta không phải là con chó già của Tần Thủy Hoàng đâu. Người khiến ta càng căm thù Tần Thủy Hoàng hơn đấy. Người dám so sánh ta với Tần Thủy Hoàng sao chứ? Ta còn tàn bạo hơn cả Tần Thủy Hoàng nữa. Thả ta ra. Dân, dân. Muốn làm gì đó chứ? Đi nào. Làm gì thế? Buông tay ra. Nghịch tặc Lữ Trí, làm loạn triều chính, đưa nội gián vào, thích xác Bá Dương, tội đáng xử đạn. Buông tay ta ra, phu nhân. Á phụ à? Phu nhân. Lùi xuống đi, dân. Chị à, khiến cho chị sợ hãi. Phu nhân, đây là chuyện lớn của nước nhà. Phu nhân đừng có can dự vào. Lùi ra ngoài đi. Khoan đã. Các người làm thế là quá đáng lắm rồi đấy, phu nhân à. Chuyện gì vậy, đại dương? Chưa thì về xong vào nội cung gì thế? Ra ngoài đi, tuân lệnh. Lữ Trí cấu kết nội gián, thích xác Bá Dương, vì sự an nguy của đại dương, Lữ Trí cần phải bị giết. Bá Dương à, cái đó chuyện hành thích bản dương có liên quan đến Lữ Trí, có chứng cứ gì không? Lưu Bang trong lòng uất hận, trong lòng không phục. Ta không nói đến Lưu Bang, ta nói đến cô ta đấy. Lữ Trí cô ta, á phụ à, ta không hiểu gì về đạo trị quốc. Chuyện triều chính đất nước càng không tiện hỏi. Nhưng mà Lưu Phi là chị của ta, cô ta không làm sai chuyện gì cả. Người hạ tắc phải cưỡng ép chứ. Bá Dương à, Phạm quân sư nhiều lần muốn đẩy thiếp vào chỗ chết, xin Bá Dương hãy trả lại công đạo cho thần thiếp. Chuyện hành thích Bá Dương, ta đã căn dặn quý bố đi tra xét rồi. Các người không cần phải làm khó cô ta nữa. Chuyện này nhất định sớm muộn gì có nước chảy ra đá. Tẩu tẩu à, cho cô người bị thương. Để ta xem. Chị à, hãy đứng lên đi. Người đàn bà thứ nhất có thể làm nghiêng thành, người đàn bà thứ hai càng có thể khiến cho đất nước diệt vong. Đi nào. Lưu phu nhân, Lưu phu nhân à, các người ra ngoài đi. Dân, người thổi gì vậy? Bá Dương à, có phải là thiếp đã làm phiền người không? Đó là cái kèn đấy. Thế sao chứ? Tất cả người nước Sở của nước ta rất thích âm nhạc. Một khi nghe thấy ca khúc Sở, giống như là về đến nhà của mình vậy. Nghe rất hay đấy. Hà chủ, ta chưa bao giờ thương xót ai. Cơ lộc, tịch quyền, bởi một trận chiến không phải là lòng trời lỡ đất. Tại sao? Ta một lòng vì nước vì dân, nhưng từ trước đến nay lại bị người ta so sánh với tàn bạo của Tần Thủy Hoàng kia. Bá Dương tài danh khắp thế, thiên hạ đều biết. Nhưng mà Tần Thủy Hoàng thống trị thiên hạ nhiều năm như thế, thiên hạ cũng đã thống nhất. Bây giờ người đang đi trên con đường cũ của ông ta, chia đất, phong hầu, bách lê, dân lưu
liền mất trí nhớ. Bọn họ cũng tự nhiên chống lại người. Tại sao nàng không nói sớm chứ? Tiếp làm sao dám can dự vào chuyện chính nước sở? Ác phụ mắng nàng là yêu nghiệt. Xem ra nàng có thể vì ta ban định quốc. Đáng tiếc thật. Chỉ cần người đồng ý, thần thiếp có thể ở lại bên người, giúp người bình định thiên hạ. Tẩu tẩu, bá dương anh hùng cái thế, con gái nào không siêu lòng chứ? Lần bị phục kích đó thì thiếp đã bằng lòng chết vì bá dương. Thiếp cũng được xem là người mạnh nhất trong giới nữ, có thể ở bên người. Vì người trị quốc dân an là tâm nghiệp của thiếp đấy. Tài quan của tàu tẩu, Hàng Vũ rất khâm phục. Ý tốt của tàu tẩu, Hàng Vũ cũng cảm kích vô cùng. Nhưng nàng cùng với Ngũ Cơ là chị em Kim Lan, hay là không nên nói nhiều thêm nữa. Ngũ Cơ, nàng ta chỉ làm hỏng giang sơn của bá dương. Huống chi Tần Dĩ Thế từng cùng với cô ta, thà vứt bỏ thiên hạ cũng không vứt bỏ Ngũ Cơ. Thật có chuyện quan trọng muốn khởi tấu. Nói đi. Hán Dương, phu nhân từ nước sở gửi đến mật hàm, đề vương Điền Vinh và Hàng Vũ trở thành địch, khởi binh tạo phản. Tốt lắm. Phu nhân nói các chư thần tạo phản, thiên hạ sẽ không yên. Thần cơ Hán Vương đoạt lấy giang sơn của Hàng Vũ đã đến. Tốt lắm. Chờ một chút, còn thần thì sao chứ? Bá Dương, đánh Điền Vinh tại sao không nói cho thần biết một tiếng? Có phải vì thần đang phế rồi nên vứt bỏ thần không? Người anh em trung liệt, cứ bị thương rồi hãy nghỉ ngơi trước đã. Nghỉ ngơi sao chứ? Cả đời thần trên ngựa, chết cũng phải chết trên sa trường. Tốt lắm. Hai giữa, ta vinh dự vì cười đấy. Chuẩn bị ngựa, giật. Không cần nhiều ta đâu, cầm lấy đi. Cười gì chứ? Hãy để cho ông ta lên. Cho chiến trường đừng cách xa nhau. Người anh em tốt à? Được. Trung Ly này sẽ lấy cái chết báo đáp. Người nói gì? Không nói nữa. Gặp nhau trên xa trường. Xuất phát. Đi nào. Tiến lên đi nào.
Điền Vinh à? Đại chương, sắp tôi không nổi nữa rồi. Mau chạy lại, không để hắn ta chạy. Điền Vinh, bây giờ ngươi đã nếm được mùi chống đối với Bá Vương rồi chứ? Hàng trưởng, ta là thân thích của kỳ đế, dám làm gì ta nào? Ta giết chết người đấy. Hàng trưởng thật to gan, là dám giết chết thân thích của kỳ đế. Hắn ta làm như thế, còn xem kỳ đế là quân vương của nước Sở không chứ? Kỳ đế, Điền Vinh tạo phản, đó là tôi phải chịu. Ta chỉ biết rằng từ khi nhận chức đến nay phải im hơi lặng tiếng, luôn chịu sự chế ngự của Hàng Dũng. Thiên hạ tập hợp lại kháng tần là vị trí của trọng, không có cờ hiệu của Sở Vương có thể đánh thắng sao chứ? Hãy gỡ nó xuống đi. Dân Điện hạ, người quá hồ đồ rồi đấy. Giết chết hắn đi. Con dê của trọng, đừng có chạy. Vũ tướng quân, xin hãy tha mạng. Tử Kỳ đã phạm vào tội giết vua, cầu xin Bá Vương hãy ban cho tội chết. Tức là vì ta mới xảy ra xung đột với kỳ đế, lỡ tay giết chết tên hôn quân này, người không có tội. Hãy đứng dậy đi. Dụ Nhi, Quý Bố, hãy sắp xếp cho Ngũ tướng quân về trên trại nghỉ ngơi. Vũ Nhi à, ta hỏi con, trong thiên hạ hay là trọng tình nghĩa? Trọng thiên hạ như thế nào, trọng tình nghĩa lại như thế nào chứ? Nếu như trọng tình nghĩa, vậy ngươi hà tất cùng quân lính thảo phạt Điền Vinh sao? Chỉ bằng về Banh Thành cùng với phu nhân sống qua những ngày thái bình. Nếu như người vẫn còn nghĩ rằng thiên hạ làm trọng, vậy thì thế nào? Giết hắn đi. Ai chứ? Ngũ Tử Kỳ đấy. Nghĩ đế chết tất nhiên là sẽ bị chư hầu lấy đi, cứ lợi dụng để làm phản, dân chúng cũng sẽ đồn đại, nghĩ rằng Bá Vương đã giết chết nghĩ đế, nhân dân tất nhiên sẽ mất lòng tin. Người cần phải nhanh chóng chạy rửa chính mình.